sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Nhan tàn thấp khuya Của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ Tác phẩm được in và phát hành lần đầu tại Sài Gòn Năm 1972 Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 4 chương 13 Thục nghi tỉnh giấc vì tiếng chim chì voi bẻo lẻo trên mái ngói Ánh nắng đã lọt qua tấm rèm màn màu xanh lợt Nàng xem đồng hồ xeo 8 giờ rưỡi Chết chưa Không bao giờ nàng ngủ trễ như vậy Dầu có thức đêm thấy mấy đi nữa Sao có sự trục trặc trong nếp sống như vậy Sống lưng nàng hơi ê ẩm Và cổ nàng khô Thật khó chịu Thục nghi chợt nhớ những ly rượu chát đêm qua nàng uống ba ly cao cẳng vì lời mời của bạn bè Đức. Sáng hôm nay tâm trí nàng như bị một luồng khói đặc lùa vào. Thục nghi rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội. Từng ngụm nước trôi vào cổ họng mang theo cảm giác mát rượi thấm nhuận khắp châu thân. Thục nghi dần dần mới lấy lại sự tỉnh táo. Thục nghi bước xuống giường đi xúc miệng đánh răng. Nàng soi gương gặp phải khuôn mặt hơi sật sự của mình. Phải trang điểm sau bữa lót lòng Hôm nay nàng muốn đi chợ Đem mớ nữ trang bằng vàng đi chùi bóng Sau đó nàng sẽ về đốc thúc hai tí Lau chùi bộ lư giá đèn Và tất cả đồ đồng trưng bày tại phòng khách Thục Nhi bước vào phòng ăn Cô ba ngoạn và cô sáu niệm còn ngồi chờ nàng Hai cô đều mặc cơm lê màu vàng hột gà Lợt nên trông thật mát mẻ Giữa khí hậu dịu dàng buổi sáng Thục Nghi hỏi Chắc hai cô chờ tôi lâu lắm Cô ba ngoạn nói không đâu tụi tôi dậy trễ thục nghi lại hỏi anh các cô đâu rồi cô sáu niệm nói anh còn mi hạt xách xe đi rước ảnh đi càng long rồi hình như họ tính một vụ bao kiện gì đó thục nghi cười nói để rồi tôi hỏi lại nhà tôi về vụ đó tôi vá cho họ đi chơi bời còn hơn làm việc tổn đức như vụ bao kiện rồi nàng than thở hai bậy quá tôi dậy trễ quá cô sáu niệm xớt cháo gà cho thục nghi Lâu lâu có một chút trục trặc Chứ cứ làm việc đều đều hoài Chán đời lắm Thục Nghi uống cà phê Ăn lót lòng xong Nàng đi trang điểm Bỗng lụa bước vào thưa Thưa mợ có cậu Duy đến chơi Thục Nghi hơi cau mày Nụ cười kèm hàm riêng mép Hàm săn bóng Ánh mắt trai lơ của Duy Dục hiện lên Nàng chợt nhớ tới ly rượu chát còn thừa của nàng Đêm qua Cùng những cái nhìn dụng trộm của Duy Thục Nghi nói với lụa Em rót trà mời khách đi mở sẽ ra ngay nàng cố duyên trì lúc trang điểm và mãi tới nửa tiếng đồng hồ sau nàng mới bước ra với khuôn mặt trần nhưng mái tóc được chải gỡ cẩn thận duy trách chị làm tôi chờ muốn rụt xương thục nghi tạo vẻ mặt nghiêm trang nàng niềm nở xin lỗi chú tôi lỡ bận việc duy nói đêm qua thức khuya quá mà sao chị tư rối như qua mới hái thục nghi mỉm cười Chắc chú đến đây rủ anh Đức đi chơi Duy cười Không Tôi biết anh Đức đã đi với anh Hạc rồi Tôi muốn hậu chuyện với chị Duy nhìn sững thục nghi Nàng ngái cả người Tuy nhiên nàng nói Được rồi Bây giờ tôi mời thêm các cô ra đây nói khào cho vui Duy làm thinh Thục Nghi rót trà cho chàng rồi hỏi Chắc chú ăn điểm tâm rồi chứ Dạ chị khỏi lo việc đó thục nghi bước vào mời cô ba ngoạn và cô sáu niệm ra ngồi tiếp khách với nàng Mặc duy có vẻ lầm lì cô sáu niệm tỏ ra hồn nhiên bãi bùi trong lúc đó mặt cô ba ngoạn chầm dầm như cái cối đá cô ba ngoạn cười lạc nhìn duy lúc này anh có vẻ rảnh rang lắm duy cười gượng nói một cách rời rạc <laughs> ồ tôi cũng hơi rảnh rang thục nghi thối thoát các cô ở đây tiếp chuyện với chú duy đi tôi còn lo bữa ăn trưa chứ Cô bà ngoạn nói Coi, khách đến mà bà chủ nhà lại giao phần ngồi hầu trà nước với khách cho cái tuổi châu ria này Duy có vẻ tiêu nghiểu Thục Nghi bước vội ra sau, lòng hồi hợp Nàng khó phân tích cái tâm trạng của mình Nàng giận Duy chăng Không hẳn vậy Nhưng chắc chắn là lòng nàng xáo trộn vì sự bực mình cũng có Nàng xuống bếp, lục loại Xem xét qua những món gia vị cần phải mua thêm Công việc sẽ đánh tan cơn hoang mang trong đầu ốc nàng chiều tối đức mới về vẻ mặt bơ phờ và lủi vào giường nằm lim dim thục nghi sai hai tí đem các đồ cổ ngoạn bằng đồng vào chân ở trung đường nàng kêu gọi người giúp việc lại chỗ bộ dáng chân quỳ bằng cẩm lai like. nơi đây đã chất đầy những tặng phẩm gói giấy bóng đỏ và trong suốt thục nghi nói ngày mai bà con về vườn ăn tết vậy tôi có chút ít lễ vật gửi cúng nàng phát cho mọi người mười đồng bạc rồi nói mỗi gói có một sắp lụa hà đông một sấp giải sim đen, một cân hồng khô, một cân thèo lèo và một gói trà. Hai tú thay mặt lụa và gấm cảm ơn Thục Nghi. Nàng đỏ mặt cứu họ rồi đi ngay vào buồn với Đức. Thấy chồng có vẻ mệt mỏi, Thục Nghi ân cần hỏi. Anh ăn cơm hay ăn cháo? Đức quệ quải. Sao cũng được. Thục Nghi pha mật ong với Đức cam giác cho chồng. Nàng nói cho có chuyện. Hồi sáng chú Duy có đến đây. Đức lờ đảng. Gì vậy? Thì đến thăm mình chứ có chuyện gì đâu Rồi Thục Nghi hỏi Em nghe nói anh muốn bao kiện Đức lắc đầu Đâu mà có Thằng cò mi hạt rủ đi ăn dỗ đó mà Thục Nghi cười Anh có chơi bời em không ghen Nhưng em xin anh đừng có vợ bé để em khỏi đau lòng Và nhất là đừng bài đặt bao kiện Để tránh cho con cái sau này chịu tổn đức Đức cười Em lôi thôi quá Nhà mình giàu có Anh lại có trại cưa nữa Cần gì phải bao kiện mới có tiền Thục Nghi làm thinh Đức lại hỏi Có bộ em không tin anh Thục Nghi ôm lấy chồng chảy nước mắt Đức hôn vợ vỗ về Lúc nào em cũng thắc mắc về những chuyện tầm ruồng Thục Nghi nói nhỏ Em yêu anh Đức ôm chặt lấy vợ nói Em tốt bụng lắm Thục Nghi à Thục Nghi lắc đầu Với anh em chỉ muốn em đáng yêu trước mắt anh đức cười rồi lắc đầu chàng ôm vợ thật lâu trong bóng chiều chập choạng từ cửa sổ đưa vào dường như chàng muốn nương dựa vào sức dũng cảm vô biên của vợ mình chàng im lặng không nói thục nghi vuốt ve đầu chồng thục nghi thì thầm để em đi dọn cơm đêm nay em muốn đi chơi đâu không thục nghi lắc đầu ở nhà vui hơn anh không thích nằm trong giường nói chuyện khao hả đức ôm lấy bờ vai thanh thanh của vợ đêm nay anh sẽ ở nhà với em Bữa cơm chiều êm đềm trôi qua Cô ba ngoạn rủ rê cô Sáu Niệm Đi chợ đêm không chị Sáu Cô Sáu gật đầu Tôi muốn mua vài chậu bông về chưng Đức nói với em gái Cô mua cho anh vài chậu cúc vàng Năm nay ông Sáu Sim trồng loại này ít quá Thục nghi dọn dẹp xong xuôi rồi đi tắm Nàng mặc bộ đồ lùa trắng mát rồi rủ Đức Vợ chồng mình đi dọc theo bến nước đi anh Lâu quá em không được ngắm con sông vào buổi tối Trời đêm lạnh lạnh Thục Nghi ngã đầu vào vai chồng Cả hai yên lặng sống bước dưới hàng cây mận Đức nói nhỏ Hồi sáng anh đi chơi bời Anh nói gạt em Thục Nghi nói nhỏ Có sao đâu anh Đức buồn bã Đêm qua hợp mặt với lũ bạn cũ Tự nhiên anh muốn sống lại quãng đời chưa lấy vợ Thục Nghi hỏi Nhưng anh có tìm được lạc thú một cách trọn vẹn hay không Đức lắc đầu Chỉ có buồn bực nản chí thêm mà thôi Chắc anh hối hận chứ gì Đức lại lắc đầu Không phải vậy đâu Anh chỉ cảm thấy cuộc đời phóng đạn cũ đã qua mất rồi Từ lâu anh sống bên em Trong sự an toàn Trong cái hạnh phúc êm đềm Anh đã quen cuộc đời mới Nên khi trở lại các cuộc truy hoang Anh cứ thấy mình lạc lõng kỳ lạ Thục nghi im lặng Vùi mặt vào ngực giảm dở của chồng Nàng sự nhớ tới lời duy Và cảm giác hoang mang của mình lúc sáng Trời ơi Té ra từ đêm qua tới bây giờ Tâm hồn nàng đã có một sự lung lay rồi Nàng cố xua đuổi những ám ảnh đen tối Sắp thành hình trong tâm hồn đầu óc Bây giờ sự rung động của nàng Với tình nghĩa vợ chồng Làm nàng lấy lại được sự bình thản Nàng yêu chồng Nhưng đôi lúc ám ảnh cô đơn Đã làm nàng khao khát vượt ra cái khuôn khổ Nề nếp gia đình Nàng bực mình Tại sao trước cử chỉ ánh mắt nụ cười của Duy Nàng lại đâm ra khoan mang Như vậy sức mạnh của tình yêu của tinh thần của nàng Chưa có một nền móng vững chắc hay sao Đức thủ thị Sao em không nói gì cả Em giận anh chăng Em càng yêu anh hơn nữa Chứ sao lại giận Một cơn gió lạnh lướt qua Thục nghi ngắm những vệt sương che mờ hàng cây bên sông Một chiếc ghe chài đốt đèn leo lét đậu bên trại cưa Đức chậm rãi nói với vợ Về thôi em Chương 14 Bao ngày qua Thục Nghi sống trong hạnh phúc trầm lặng Và trong niềm tin yêu Duy lại đến chơi thường Nhưng đã có đức tiếp đãi Cái Tết sắp đến Bà út ở Bến Tre Về trước ông đốc phụ sứ Để phụ chăm sóc nhà cửa với Thục Nghi Trong những ngày sống gần gũi với bà út Thục Nghi chợt khám phá được một khía cạnh Của cuộc chung sống lứa đôi Qua quan niệm của người hầu yêu Một vị đường quan Bà út không phải là hạng người làm cây kiển Để rù quến một người si tình già nuôi như cha chồng nàng bà làm công chuyện nhà lanh lẹn và thành thạo bà dạy thục nghi làm thêm bánh phòng tôm gói giò thủ trong những lúc gần gũi nhau bà tâm tình tôi nhỏ hơn quan đốc phủ mười bảy tuổi chắc em cũng như bao nhiêu người khác là cho tôi lấy chồng già để đẻo tiền thật ra tôi là con cờ của con tư kiên chắc em cũng dư biết thục nghi nói nhưng theo cháu biết ít ra gì cũng đã thỏa thuận đồng ý với em nhưng em có biết đâu vào khoảng 30 tuổi Gặp cảnh quá bùa lại không con Người đàn bà cảm thấy cô đơn như thế nào Con Tư Kiên đòi làm mai tôi cho ông già tía nó Với tính cách dựng nên một lớp tuồng bi thương Nó nói là ba của nó bị bà chở lớn hành tội đủ điều Bây giờ lại bị bà đá đích Tôi lại cần một tấm chồng vì tôi cô đơn yếu đuối Lúc nào cũng có cảm tưởng bị bất trắc dây quanh từ bao năm rồi tôi chịu cho nó dẫn giáp mặt với ổng phải nói rõ một điều là ổng phương phi đẹp theo lứa tuổi sồn sồn không như tôi tưởng trước kia thục nghi nói anh đức ít giống ba của cháu mặt của ba cháu rắn rỏi uy quyền hơn đó như em đã thấy ổng đâu đến nỗi lợm khộm xấu xí tôi ưng ổng nhưng cũng chẳng hứng thú gì rồi càng sống chung với ổng tôi đã khám phá ra rằng nếp sống của ổng lần lần làm tôi yêu mến em nên nhớ đối với mọi việc ở đời quan đốc phủ tỏ ra là người giàu nghị lực giỏi tháo giác, nhưng với ái tình ổng là người trẻ trung nghĩa là ổng sai đắm tình yêu như một thanh niên em có thể tưởng tượng được chăng có đôi lúc tôi quên ổng vào lứa tuổi còn sồn sồn trong lúc chăn gối với ổng tôi cứ nghĩ đó là một thanh niên ham sống không mặc cảm tuổi tác và tự tin ở cái hào phóng của mình từ đó tôi hạnh phúc Thục Nghi không hoàn toàn tin tưởng lời bà Úc. Nàng ngờ trong những lúc tâm sự với nàng, bà muốn dùng ảo tưởng để che lấp một sự thật nhám nhúa, sắc cạnh nào đó. Xong dần già nàng thấy bà út có lý. Ông Đốc Phủ Sứ có một đời sống thật quyến rũ và nên thơ, phía sau sảnh đường làm gì. Ông không chạy chuốt tóc tai hoặc chú ý cách ăn mặc. Với cách phục sức đứng đắn, nền nếp thoạt mới gặp ông, người lạ phải chợt run sợ vì nét mặt nghiêm nghị và ánh mắt oai quyền của ông. Nhưng những ngày về ngôi nhà hương quả ăn Tết Nét mặt đó không còn nữa Ông ham không khí sum hợp gia đình Mỗi sáng ông giật lại những thế võ bình định Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ Và rồi đó Dù trời lạnh như cắt Ông cũng đi tắm nước lạnh Ông cưng dưỡng chăm sóc khoa kiển Và thường tiếp chuyện với bè bạn của Đức Lẫn hai cô sáu niệm và ba ngoạn Một cách cởi mở Nhưng cũng không kém nghiêm trang Thục nghi thường gặp những vị đường quan Chức tước họ cao thường kèm theo tấm thân phì nộm và cái bụng đắp dày một lớp mỡ vì ăn quá nhiều món tẩm bổ nhưng cha chồng của nàng lại có một tấm thân cường tráng mảnh vẻ, một màu da hung đỏ rất rực rỡ con người đó lại chịu khó lắng tai nghe quan niệm nếp sống của hạng thanh niên tân tiến một cách yêu thích và bằng một niềm thông cảm bao la thục nghi mới bật ngửa ra và phải nhìn nhận bà út nói đúng như vậy bà đã tìm hạnh phúc một người chồng già nhưng có một sức mạnh bên trong chói lọi ra cuộc sống bên ngoài những ngày sống gần gũi với bà út thục nghi cũng bị vẻ nhã nhặn quyến rũ của bà thô phục người thiếu phụ nhỏ nhắn xinh đẹp đó gợi cho nàng một ánh nắng trong vắt lúc trời đã ngã hoàng hôn bà ta luôn luôn say mê học hỏi những cái kinh nghiệm làm nội trợ luôn luôn tiếp chuyện lịch thiệp với họ hàng ông đốc phủ sứ nhưng cái cha nhã nhất của bà là không bao giờ suy bì so sánh hoàn cảnh mình với hoàn cảnh bất cứ một người đàn bà nào bà thả nhiên chững chạc bước trên con đường đã vạch sẵn tức là con đường nằm trong cuộc đời làm vợ một người đàn ông sắp già một hôm thục nghi hỏi vì thích có con không bà út cười rất xa xôi chắc chắn nếu con tôi ra đời tôi sẽ tiếp đón nó một cách hoan hỉ tuy nhiên tôi không mơ ước có con một cách thái thẩm lắm đâu thục nghi lại hỏi Chắc gì sẽ nuôi con nuôi Bà út lắc đầu Tôi sẽ phụ với em mà săn sóc con của em Tôi muốn đỡ đầu tất cả các cháu gái Nhưng chuyện đó còn xa quá Bà nắm tay nàng Cái tuổi già cô độc hay không là do mình Em thử đem hết nhiệt thành ra Để vui với cái hạnh phúc người thân Thì cô độc làm sao được Tìm một lối sống quả là khó khăn Loại bỏ mặc cảm cô đơn Và chống lại những ý tưởng xa ngã quả thật khó khăn gấp bội Thục Nghi luôn luôn bị vướng vào những suy nghĩ phiền toái Đức vẫn không yêu nàng thêm được một phân hay một ly nào Những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân Không thể tạo cho nàng một thỏa đáng nào trên phương diện tình yêu Duy cứ lại chơi với Đức Cứ gợi chuyện với nàng Càng tai hại hơn Lợi dụng chỗ quen thân với Đức Duy vào ra nhà nàng Từ trước đến sau một cách xuông pha, xuồng xả Thục Nghi lại nhột nhạt, ngượng nghịu nhưng không tiện giải bày với chồng nàng chợt thấy cái nghịch ngợm liếng thoắng trẻ trung của duy có ám tàn một hậu ý đen tối một hôm duy nhìn nàng rồi nói không ngờ anh đức lấy vợ Anh đã từng gạt qua một bên mấy cô trẻ đẹp dây quanh ảnh chắc chị có một bí thuật gì đây thục nghi cao mày rồi hỏi tôi không hiểu ý chú muốn hỏi để làm gì duy không hề lộ vẻ bối rối chàng trắng trợn nói chỉ phải có một cái điều gì đó mà đàn ông không cắt nghĩa được. Nhưng họ bị cái điều đó cám dỗ, lôi cuốn ghê gớm. Thục Nghi cười lạc, cắt đứt câu chuyện. Nàng sợ Duy đi quá xa, hơn cái ranh giới chị dâu, em bạn. Cái điều gì đó mà nàng đang thu hút đàn ông. Thục Nghi thường bức sức. Một người đàn bà tự tin về sắc đẹp sẽ đưa đẩy cuộc đời tới đâu, sẽ gặp những cảnh ngộ nào. Thục Nghi dục cảm thấy thu hút một người đàn ông bằng sắc đẹp lộng lẫy, chắc chắn hiệu nghiệm hơn, vì hắn sẽ xem mình như một cái gì dễ chiếm đoạt, dễ thỏa mãn thú tính lẫn tự ái. còn ở trường hợp nàng, dĩ nhiên là đức không hề chú ý tới nhan sắc nàng lắm. chàng tìm ở nàng một sức quả cảm chịu đựng khi chàng có tâm trạng mệt chán và lạc lõng. nhưng còn duy, thục nghi thở dài. lúc đầu lời khen ngợi làm cho nàng chỉ nghĩ ngợi dẫn dơ và về sau nó thành một nỗi ám ảnh cho nàng. còn ba hôm nữa là bắt đầu bước qua năm mới. Đức cho trại cưa tạm nghỉ việc Và Thục Nghi phải sửa soạn bữa tiệc tất niên Nàng cho mổ heo Qua đám tiệc nàng còn dư một hạp mỡ Và năm cân lạp xưởng Đầu óc nàng thanh thản trôi theo công việc Duy thưa đến Nhưng mỗi lần chàng đến Khu mặt cô ba ngoạn chầm dầm như cái thớt Thục Nghi không tiện hỏi Nàng phải giả bộ coi như cuộc đời không có Duy Như vậy mới trấn ngang được những con mắt soi bói Và trấn ngang ca lòng mình Một hôm cô sáu niệm bảo Thục Nghi Chị ráng tỉnh dưỡng Em coi bộ chị hơi hốc hác Thục nghi cười Tôi chẳng đau ốm gì ráo Cô Sáu Niệm nói Nhưng hình như chỉ có điều gì lo nghĩ Thục nghi theo một bản năng không rõ rệt Chối phắt Tôi có gì đâu mà phải suy nghĩ Có những đêm nàng thường thao thức Khi ôm lại những biến cố nhẹ nhàng Đã xảy ra ngay từ đêm nàng đi dự dạ yếm với Đức Nàng đã biết nàng đẹp Và nàng biết luôn cả cái khao khát yếu đuối của tâm hồn mình sự khám phá đó làm nàng sợ hãi, khổ sở. Người thiếu phụ xinh đẹp khả ái đó, dục thế đời mình có một khoảng trống lớn. Chỉ cần sự yêu đương nồng nhiệt mới lấp đầy, và nếu không, cả cuộc sống bên trong từ tinh thần, ý chí đến cảm xúc, mộng tưởng của nàng sẽ lung lay toàn diện và gãy đổ tan quan. Phần 2 Chương 1 vào lúc gần sáng mùng một Tết, Thục Nghi dậy sớm. Mặc dầu đêm qua nàng thức cúng giao thừa, tổ chức ăn uống, rồi lo dọn dẹp mãi đến 2 giờ sáng mới trở về phòng. Chiều 30 cúng rước ông bà xong, nàng còn kiểm soát các món ăn dự trữ trong những ngày chưa nhóm chợ. Bà út khuyên, em cần tỉnh dưỡng, nếu em ngã bệnh thì việc nhà này bê bối lắm. Rồi bà nói, bà chợ lớn kể ra cũng đám đang lắm. Khi bà ra khỏi nhà này, con tư kiên và tôi không sao thay thế được chị của tôi hiền lắm không thể chỉ biểu con sáu niệm lẫn hai chị em con ngoạn đứng ra gánh vác việc nhà mọi việc chỉ đều giao cho bà quản gia bà này tuy siêng nhưng không khéo điều khiển em về đây ông đốc phủ hài lòng lắm nhưng em nên nhớ em làm dâu trộn một đời em chứ không phải một ngày một bữa gì bà út vốn khéo léo siêng năng thích làm việc thục nghi cũng đỡ cực nhọc Nàng càng ngày càng đẹp, khỏe mạnh rắn chắc. Ám ảnh cô đơn bị bao nhiêu công việc của nàng hàng ngày xóa nhòa đi. Nàng tin mình đã có một sức mạnh kiên trì ở cuộc sống bên trong, nên tâm hồn và cảm nghĩ của nàng trở lại trong trẻo, phơi phới trừ một vài ám ảnh cô đơn ngắn. Do đó khuôn mặt nàng trở lại lồ lộ, lộ vẻ tươi sáng, hồng hào. Công việc lại là một phương thức hoạt động để nàng phát huy thêm sức mạnh của tinh thần lẫn sự dẻo dai của thân thể trời còn tối đen thục nghi nhúm lửa nấu nước khi nàng lên trung đường trăm trà thì đã gặp ông đốc phủ sứ ngồi sẵn ở bộ sa lông cẩn xa cừ ông mặc áo gấm xanh bông bạc đầu bịt khăn đóng trên bàn là lò trầm bằng đồng bạch cái tráp bằng gỗ mung và cái độc bình da rạng cao quá gối cắm một nhành mai tươi thục nghi thưa Trình với thầy con vừa pha trà ông đốc phủ sứ nói thôi con để thầy thắp nhang cúng nước con đi ngủ đi Thục Nghi nói Con quen dậy sớm Bà Út cũng đã sửa soạn trang điểm xong xả Bà mặc chiếc áo gấm màu hồng điều Điểm đầy bông mai nhỏ Đeo hộp soạn lấp lánh Bà hỏi Thục Nghi Em lên mời bà lớn xuống đây Con cháu sắp lại xong đất rồi Thục Nghi nói Thưa gì má con chắc còn đang tụng kinh Ông đốc phủ sứ cao mày Thôi đừng làm rỗ má con Con để mặc cho thầy và dì con tiếp khách Bà út cười quan làm như vậy coi không được Em đâu thể ngồi để cho con cháu mừng tuổi E già rồi giảm thọ đi chăng Còn cậu Đức đâu rồi Ông đốc Phủ sứ nói Thôi để cho tụi trẻ vui chơi Mình phải tiếp khách thăm viếng giúp tụi nó chứ Giả lại lâu lâu mình mới về thăm làng nước mà Bà út hỏi Kể ra quan sành tâm lý lắm Rồi bà ngọt ngào nói với Thục Nghi Việc nấu cúng chỉ là việc hâm lại thịt cá canh mà thôi Em cứ ngủ thêm một giấc nữa đi Thưa dì con sẽ làm gà và một vài món chay Dì an tâm Con chỉ chợp mắt một chút cũng đủ khỏe rồi Giả dạ lại con không dám xông đất vào ngày mùng một đâu Cả ngày hôm nay là ngày nghỉ hoàn toàn của con vậy Cô Sáu Niệm lẫn cô Ba Ngoạn vẫn chưa dậy Thục Nghi lui về buồn Ra viện nàng phải đi thăm mẹ mình Thăm vợ chồng cô Tư Kiên Và thăm luôn bà chợ lớn và bà Ngọc hình như có tiếng cười nói sao sát ở trung đường chắc họ hàng đến mừng tuổi ông đốc phủ sứ thục nghi ngủ dài trên chiếc ghế canapé trong phòng đức còn ngủ say trên giường tiếng ngáy của chàng lãnh lót trong yên lặng thục nghi tự nhủ mình không nên ngủ nữa giấc ngủ lụng dụng càng làm tinh thần nàng trì trệ thêm nàng cần phải viết thư cho một người bạn nào đó thục nghi mỉm cười nàng sẽ khoe mình đang hạnh phúc chăng hạnh phúc thế nào là tròn trìa đầy đủ cho một người đàn bà trong nhóm bạn Nàng thân thanh liễu nhất Vì thanh liễu thùy mị Trang nhã và không đẹp hơn nàng Nhưng bạn bè giao du với nhau Chỉ có từng giai đoạn mà thôi Nàng giả sử như bây giờ thanh liễu Hoặc hồng ngọc Hoặc tố nga đến thăm vợ chồng nàng Dĩ nhiên là kỷ niệm thời con gái của nàng Được nhắc nhở lại Nàng có thể ngậm ngùi luyến tiếc Nhưng rồi người đàn bà phải đi theo một con đường Đưa thẳng vào gian sơn nhà chồng Đột nhiên Thục Nghi lại nghĩ đến Duy từ khi có ông đốc phủ về chàng không bén mạng tới đây nhưng rồi qua tết nàng chưa có lý do gì để buộc tội duy nhưng nàng có linh cảm là duy đã xuồng xả vượt qua niềm thân ái giữa chị dâu em bạn rồi thiếu phụ tự hỏi phải chăng mình có một ý nghĩ manh nha bất chính khi nàng chưa hề ghét bỏ duy và công nhận rằng chàng ta quyến rũ không kém đức sự thân mật xuồng xả của chàng ta làm nàng chới với khó chịu lại có nhiều mặc cảm phạm tội nữa để xua đuổi một ám ảnh chưa thành hình nguyên vẹn thục nghi chạy lại ôm chồng hôn đức thật dài đức là nhà hỏi sáng rồi hả em thục nghi nũng nịu chưa sáng nhưng em hôn anh để lấy hên trong ngày đầu năm đức ôm vợ nói giỡn nếu em ôm anh trong ngày hôm nay chắc suốt năm chúng ta đánh đeo nhau chẳng làm ăn gì cả chàng hôn vợ thật dài giọng mơ màng em tính sẽ đi thăm viếng những ai thục nghi nói về thăm má ở tân an đi anh dĩ nhiên là vợ chồng mình phải đi thăm má luôn tiện đi thăm cô hai diệm nữa thục nghi úp mặt vào ngực chồng tìm chỗ trú ẩn cho tâm hồn da thịt của đức buổi sáng ngai ngái mùi quen thuộc thân yêu giúp nàng bỏ rơi ám ảnh cô đơn lẫn mặc cảm phạm tội đức ôm chặt lấy vợ cuốn hút thục nghi trong nụ hôn dài nếu được hoài như vậy thục nghi không dám nghĩ xa hơn Nàng ôm chặt lấy chồng như níu một cái phao Lúc sắp chết đuối Hơi thở của Đức Trang hòa lên mặt nàng Anh thích ăn gì để em làm Món ăn nhẹ tiêu em nhé Bây giờ anh phải tắm rửa Ăn mặc chỉnh tề Ai lại mùng một Tết mà lại chưa rút vào buồn bao giờ Anh lười biến quá Chỉ muốn ở đây nói chuyện với em thôi Em bây giờ đẹp hơn Hồng Ngọc ngày xưa Thục nghi nửa đùa nửa thật Thôi Năm mới nhắc chị ta làm gì Được rồi Từ nay anh không dám nhắc cô ta nữa Để em vui lòng Cả hai cùng cười Thục nghi khoác áo kimono cho chồng Sửa lại mái tóc của mình Rồi bước ra ngoài và xuống nhà sau Bà Đốc Hải cùng hai cô Sáu Niệm và Ba Ngoạn Nói chuyện ồn ào Cô Sáu mặc áo nhung hường Đeo kiền trơn và bông tai trái châu Cô Ba Ngoạn mặc áo bơm bay Màu cà phê sữa Đeo ngọc thạch rất quý phái Riêng bà Đốc Hải vì có bầu nên ăn mặc sơn xài hơn, trang điểm lợt lạc hơn. Bà Đốc phủ quở. Tết nhất mà thím chưa trang điểm gì hết. Thôi chủ chuốc màu mè một chút đi, để lấy hên với người ta. Thục Nghi nói. Đêm giao thừa em có ra giường hái lọc, bẻ nhầm một bông chúa còn búp. Bà Đốc hải đoán. Thế nào năm nay thím cũng sanh cháu gái? Cô Sáu niệm rủ. Em có máy chụp ảnh, chị em mình làm ít bô để kỷ niệm. Em chẳng còn ở đây bao lâu Cô bà ngoạn thở dài Ai cũng phận đẹp duyên ưa Chỉ có tôi là bạc phước Ông già tôi bộ muốn chôn sống tôi sao chứ Cô sáu niệm can Đầu năm đầu tháng sao lại than thở ý ôi vậy Cô bà ngoạn nói Chị hạnh phúc Chị đâu biết nỗi khổ tâm kẻ bạc phận này Cô sáu niệm đùa Thôi tôi không nói lại gì đâu A-di-đà à, Phật Bộ muốn xuôi quanh năm hay sao chứ Thục Nghi đi trang điểm, nàng mặc quần áo trắng, dệt lộn kim tuyến lấp lánh, đeo bông hột trân châu kết và một sâu chuỗi hột trai ngắn. Bà Đốc Hải khen, ra vẻ Tết lắm rồi. Rồi bà nói, mấy chị em có chụp hình thì chưa tôi ra, mang mến bầu bì như tôi. Cô Sáu Niệm chận ngang, thì sao? Chẳng sao hết, nhưng chụp hình coi kỳ cục lắm. Cô Sáu Niệm rủ, chúng mình nhờ anh Đốc Hải chở xuống Dũng Liêm thăm chị Quế Hương ngang. Thục nghi can Chắc chỉ không rảnh vào ngày hôm nay Để mùng ba sẽ hay Đức đã tắm rửa Mặc lễ phục xong xả Chàng hớn hở rủ Chúng mình đi thăm thằng Duy Cô ba ngoạn sụ mặt Cái mục đó không có tôi đa Thục Nghi hơi bối rối Nhưng dẫu sao vợ chồng nàng cũng phải đi trả lễ Nếu Duy đến đây chúc Tết Bây giờ chi bằng có đông đủ chị em Nàng đi chúc Tết trước Để cho Duy không có cơ hội nói chuyện riêng biệt với nàng Thục Nghi nói Kệ cứ đi lại đó chơi Duy cũng vui tánh đó chứ Khi chị em đến nhà Duy Thì được chủ nhân tiếp đãi hết sức niềm nở Chàng mời mỗi cô một chung rượu ngọt Duy cảm động nói với Thục Nghi Từ hôm ăn tiệc mừng em tới bây giờ Chị Đức mới lại chơi Bà Đốc Hải nói Bộ chú không biết Thiếm Đức là một nàng dâu đảm hay sao Thục Nghi xin được mừng tuổi ông bà lục sự Nàng xin thắp hương cấm lên bàn thờ ông bà Ở trong ngôi nhà thừa tự này Bà Đốc Hải và các cô đều làm theo nàng Bà lục sự có vẻ quan hỷ lắm Năm nay bà mới 50 tuổi Nhưng đôi mắt còn sắc sảo, Sắc mặt đỏ hồng Bộ áo xuyến trắng làm cho bà thêm vẻ phong lưu Bà nói với Thục Nghi Bác có một đứa cháu gái Kêu bác bằng cô giống hệt cháu Chết vì bệnh lao cách đây 3 năm Thục Nghi rùng mình Nước mắt bà lục sự bỗng ứa ra Nhưng bà vội cười trấn an cơn cảm xúc Vì hôm nay là ngày đầu năm Bà nói Duy rất thương con đó Sau cái tang đó nó nằm bệnh liệt giường Bà mời mọi người ở lại dùng tiệc Nhưng mấy chị em liền cứu từ Xin hẹn bữa khác Bà lục sự giúp gia thục nghi Nghe thiên hạ đồ mà là cháu giỏi việc nhà lắm Cháu thật là đẹp à Thằng Đức có phước lắm Khi mấy chị em sắp sửa ra về Thì Duy bẻ một bông hường bên cửa sổ Đưa cho Thục Nghi Tặng chị bông hương nè Chúc chị vui vẻ hạnh phúc suốt năm Nước bắt duy bỗng dưng rưng rưng Chàng quay vào buồn Thục Nghi ngỡ ngàng cầm bông hường Không biết nói sao Khi ra xe Thục Nghi hỏi nhỏ bà Đốc Khải Duy làm gì kỳ cục vậy chị Bà Đốc Khải trầm ngâm Ờ Nó chướng quá Làm sao tôi cắt nghĩa nổi bây giờ Cô bà Hoàng có vẻ khinh bỉ Thằng đó vừa có máu dê Vừa tóc kê Hồi xưa nó tặng tiệm với con bạn thân của tôi Làm con nọ có bầu Nó không chịu cưới con nhỏ phải đi nhờ thằng chệt bán hàng xén nơm giùm nhưng rồi con nhỏ lại bị xảo thai rồi ăn ở luôn với thằng chệt đó cô sáu niệm cười thôi bỏ qua chàng ta đi đầu năm nên kiếm chuyện gì vui vui mà nói bà đốc hải thắc mắc tôi biết con bạn của cô rồi con kim chi con gái ông cai tổng thẹo chứ gì con đó phao bậy tinh có chữa để câu thằng duy chuyện đó tôi biết hết vì con đầy tớ kim chi học lại cho bà lục sự nghe âm mưu của mẹ con Kim Chi mà. Về tới nhà, Thục Nghi bỏ đi nằm. Nàng mang mát bồi hồi khó chịu. Rồi nàng tự nhủ, dầu sao cũng là ngày một một Tết. Nàng không nên suy nghĩ hoàng xiên. Xong nàng cứ bị hình ảnh buồn rầu tội nghiệp của Duy ám ảnh mãi. Người em họ của Duy theo lời bà lục sự rất giống nàng. Vậy Duy yêu nàng bằng mối tình gì đây? Chắc hẳn trong sự lỗi đạo với Đức Tình yêu của Duy thật là cay đắng Vì có cái chết của người con gái đó lẫn vào Thục nghi soạn lại những món nữ trang Nàng định đem chùi bóng để giết thời giờ Cô Sáu Niệm bước qua Cầm sau chuỗi ngọc thạch lên nói Màu cọc xanh quá Em muốn tìm một viên thôi để làm trăm dắt búi tóc Thục nghi mở cái hộp nhung lấy cái trăm dắt đầu Mà bà Sài Gòn đã tặng nàng hôm đám hỏi Đưa cho cô Sáu Niệm Cô dùng tạm cái trăm này Chừng nào tìm một viên ngọc thạch vừa ý rồi sẽ trả lại tôi cũng được Cô Sáu Niệm từ chối Cảm ơn chị Em có đặt làm cái nĩa dắt đầu kết hộp xoan hộp nhỏ thôi Cỡ ba ly Chợt thấy khóe mắt thục nghi đỏ que Cô Sáu Niệm ân cần Chị có điều gì buồn Thục nghi hơi chột dạ Sao cô biết tôi buồn Vì hình như chị khóc Nên mắt đỏ như tôm luộc Thục nghi cười đánh trống lấp Cô khéo diễu cỡ tôi hoài thức khuya mất ngủ là mắt đỏ nước mắt sống ứa ra chứ có gì đâu cô sáu niệm cũng cười rồi hỏi anh hai đâu rồi à nhà tôi đi thăm ông cò mi hạt khi cô sáu niệm đi rồi thục nghi chợt tự thấy rõ một phần nào sự lai động của mình nàng nghĩ thầm ta sao xuyến rồi nước mắt nàng ứa ra chảy ròng ròng trong cái khám phá mới mẻ bi thảm đó nàng rót ly nước mát rồi cắm đó hồng vào rồi ngồi thẫn thờ qua đỏ thấm như kết chặt cả ý nghĩ nồng nàn của người tặng nàng thắc mắc sao duy khóc vậy thục nghi vùi mặt vào gối lòng mềm đi nàng tự nhủ ta vẫn còn yêu chồng mà thục nghi mường tượng đến khuôn mặt thanh tú nâu sẫm cùng dáng dấp mảnh khảnh của duy trời không ngờ tất cả những gì nàng cố tình che giấu dồn nén bỗng bật tung giữa sự tĩnh mịch bao la này sự cô đơn đã khiến nàng nghiêng về duy và ánh mắt nồng nhiệt của Duy đã làm tan hoa những nền móng kiên cố trong ý chí nàng. Chương 2 Thục nghi cáo bệnh để được nằm yên tĩnh trong trọn ngày mồng một. Buổi xế nàng ăn được một tô cháo gà, dùng một ít trái cây. Đức có vẻ lo lắng ép nàng uống thuốc dưỡng thần. Nhưng tối hôm đó, chàng chở hai cô, ba ngoạn và sáu niệm đi đây đi đó để thăm viếng chỗ quen thân phải chi lúc này đức ở bên cạnh nàng những âu yếm dồn dập nồng nàn những cơn ân ái dồi dào của chàng sẽ xua tan mặc cảm tội lỗi bắt đầu làm mềm nhũng trái tim nàng thục nghi lại mơ tưởng tới duy thôi nàng không còn hơi sức đâu mà kêu gọi bổn phận lễ giáo để dập tắt tình cảm chân thật và sống động của mình nữa từ đây nàng sẽ bước vào sóng gió và ngang trái của cuộc đời danh tiếc danh giá gia đình rồi đây sẽ thành mạt cưa bụi cám đóa hồng ở ly pha lê tươi quá ứ tràn sức sống thục nghi đặt ly nước ở bên cửa sổ để cánh hồng quyện hơi sương đêm mát lạnh không lúc nào nàng chán nản các công việc nội trợ hơn lúc này trời nàng chỉ muốn gặp lại duy chàng tội nghiệp quá đi thôi phải chi nàng gặp duy sớm hơn nàng sẽ dâng hiến tình yêu tràn ngập và sức mạnh bao dung làm bóng mát che chàng giấc ngủ của thục nghi lẫn dẫn hình bóng duy và nửa đêm về sáng nàng không tài nào ngủ được nữa trong đêm vắng thục nghi cố gạn lọc lại tâm hồn bình tĩnh tự hỏi coi mình có yêu duy không có phải nàng cô đơn vì đức quá hững hờ với nàng nên đứng trước sự nồng nhiệt của duy nàng đâm ra hoang mang chăng tại sao nghĩ tới sự triều mến thiết tha của duy nàng lại sung sướng mê man thục nghi nằm chèo queo cho tới mùng ba đức bắt nàng uống thuốc nàng cũng miễn cưỡng uống theo một khi nàng đã có mặt cảm phạm tội thì bỗng dưng nàng sợ Đức. Có cảm tưởng Đức đã thấy rõ mọi ẩn tình của nàng qua những cử chỉ nhỏ nhặt của nàng. Qua mùng năm, vợ chồng cô Tư Kim và vợ chồng cô Hai Diệm về thăm ông Đốc Phủ. Nếu cô Tư Kim mượt mà với màu da trắng như phấn, mịn mát như cẩm thạch, thì cô Hai Diệm cũng mơn mởn chói chang vẻ sung sướng từ tinh thần chiếu rạng lên khuôn mặt. Vào ngày mùng bốn, Thục Nghi tạm dẹp ẩn tình qua một bên nàng lại chúi đầu vào công việc để quên nàng thu dọn những căn phòng cho những cặp vợ chồng khách thật khoảng khoát tươm tất mỗi phòng được thay màn cửa sổ mới màu nhạt sàn gạch được chùi rửa vách tường phấn lục được quét sạch mạng nhện bằng thứ chổi riêng chăn đệm được giặt sạch và phơi nắng để bay mất mùi ẩm mốc thục nghi tự tay hái hoa để cắm vào những chiếc độc bình xanh da trời đặt ở những chiếc bàn gần cửa sổ mỗi phòng khách đến đều có được một chỗ dành riêng rạng rỡ ánh nắng và bát ngát bầu không khí từ hoa viên đưa vào qua buổi ăn trưa khách về phòng riêng ngủ trưa sau đó phương lẫn bác sĩ thạch lên hầu ông phủ đức có đôi chút thời giờ đi thăm viếng các gia đình các nhân công trại cưa thục nghi thay chiếc áo lụa màu mỡ gà đi dạo thơ thẩn trong hoa viên nàng vừa hái một bông tường vi màu hường thì có tiếng cô hai diệm cười khanh khách đừng bé hoa giữa lúc ngày gần tàn bóng gần xế thục nghi cười những khoan này gần tàn tôi bẻ để cắm vào ly nước trong cô hai diệm ân cần chị đức chị lại nhà thủy tạ với tôi đi nét mặt cô hai diệm hồng da dẻ mượt mà ánh mắt sàng sở chiếc áo bà ba màu khói nhang khá hợp với màu da khỏe mạnh của cô đến nhà thủy tạ cô hai diệm cầm lấy tay thục nghi trông chị hốc hác lắm thục nghi hỏi anh phương thế nào cô cô hai diệm cười chồng tôi không thích giao thiệp với ai cả chỉ thích ở nhà với vợ Thục Nghi cười Hồi nào tới giờ anh ấy là dân tháp nhà Chắc anh ấy cưng chiều cô lắm Cô hai diệm thân ái đặt tay lên vai Thục Nghi Tôi được hạnh phúc lắm Nhưng mà người ta thường nói Giàu vì bạn, sang vì vợ Tôi sẽ bắt anh ấy giao thiệp Để mở mặt mở mai với đời Anh ấy ở nhà hữu hỉ với cô Sao cô không hài lòng Nếu anh Đức được như ảnh Cô hai diệm nói Tôi là vợ anh Phương Tôi phải khuyên lơn ảnh là ảnh lập chí tiến thân Đó là bổn phận của bất cứ người vợ nào Người ta giàu vì bạn Sang vì vợ làm vậy Rồi cô Hai Diệm nói Chị không bằng lòng anh Đức bương chải làm ăn sao Thục Nghi cười buồn ngập ngừng um, Không phải vậy Nhưng anh Đức của cô quá đứng đắn Nên làm tôi sợ anh ấy Thục Nghi không thể diễn tả được hết ý nghĩ Cứ ấp a à, ấp úng Nàng luôn sợ mình lỡ hớ hình để lộ tư tưởng ngoại tình của mình ra Thục Nghi cáo từ đi xuống bếp Nàng sửa soạn bữa tiệc tối Khi nàng loay hoay bê mớ son chảo thì Phương lò mò xuống bếp Thục Nghi vui mừng Anh lúc này có vẻ khỏe mạnh thêm ra Phương cười cảm động Về đây tôi thích lắm Kiểm vật ở đây thật hợp với tôi Chừng nào anh về Long An Một Cô tháp tụng thay vợ chồng tôi chứ Thục Nghi nói Dĩ nhiên rồi Phương có màu da quá sáng Chàng đẹp trai nhất trong hàng bà con của nàng Thế mà Phương không có số đào hoa Chàng yêu cô nào là bị cô đó hắt hủi Vì các ngôn ngữ của chàng quá rời rạc như cơm nguội Cô Hai Diệm đã đem lại cho chàng một chút niềm tin Vì chàng mang một mặt cảm là mình vô duyên bạc phước Suốt cả một thời thơ ấu Một lát sau cô Tư Kiên và cô Sáu Niệm lò mò xuống bếp Phương vội trở lên nhà trên Cô Tư Kiên nói với Thục Nghi Các cháu chắc tới chỉ hoài Sao cô không đem các cháu về theo Cô Tư Kiên nói Ông nội bà nội tụi nó không cho em dắt theo Cơm chiều xong Mọi người quay quần đánh bài Thục Nghi không dám rút vào buồn riêng Vì sợ những ý nghĩ hoàng xiên tội lỗi ám ảnh Nàng coi sóc bếp trúc Rồi lấy len ra đan áo cho Đức Đức khuya mới bước vào buồn Thấy vợ ngồi cầm củi đan áo bên đèn Chàng cầm cuộn len màu bông phấn lên hỏi Em đan áo cho ai đây cho anh Anh mặc màu này coi lạc lắm Mặc buổi sáng sẽ nổi lắm chứ Đức cười nhìn lấy vai vợ Em làm việc lưu bù Phải nghỉ ngơi chứ Em có sao đâu Có khỏe mạnh em mới ham làm việc Đức ngồi xuống thì thầm Đi nghỉ thôi em à Thục nghi quể quải đứng dậy Đức kê miệng hôn vào gáy vợ Làm thục nghi nhột cười hăng hắc Anh để em dọn dẹp sổ mai chứ Đức dặn ngọn đèn lưu bớt Rồi ấm vợ đặt lên giường Thời tiết đêm xuân lành lạnh Thục Nghi ôm chặt lấy chồng Đêm đó nàng cảm thấy Đức yêu đương nồng nhiệt quá Làm nàng ái nấy Chắc có chuyện gì đây Nên Đức tỏ một thái độ lạ lùng trong thú gối chăn Thục Nghi ngập ngừng hoài Thét rồi nàng đánh liều nói Hôm nay anh hơi lạ Em thấy anh lạ hả Dạ phải Mà việc gì vậy anh Đức buồn vợ ra thở dài À, lúc này em như người mất hồn Thục Nghi giật thoát mình Em không được khỏe Đức nói Không, em có vẻ lo nghĩ Thục Nghi yên lặng Đức bước xuống rót nước trà, hớp từng ngụm Chàng nói Đã là vợ chồng với nhau Có chuyện gì làm em phật ý Cứ nói cho anh biết Anh đâu phải là độc đoán bất nhân thái thậm Thục Nghi nói ác Có gì đâu anh Sống ở đây em sung sướng lắm Sáng hôm sau Đức lái xe đưa vợ chồng cô Tư Kiên, vợ chồng cô Hai Diệm cùng hai cô Ba Ngoạn và Sáu Niệm xuống Dũng Liêm thăm bà Hội Đồng và cô Quế Hương. Đáng lẽ vợ chồng ông Đốc Hải tháp tùng theo nhưng bà Đốc bị thai hành mệt nhọc, không tiện đi viếng mẹ chồng. Thục Nghi ngồi trong buồng tiếp tục đan áo len thì bà Bảy bước vào. Thưa mợ, có cậu Duy tới chúc Tết. Thục Nghi rụng rời nhưng sau đó nàng trấn tĩnh hỏi có quan lớn ở nhà không thưa mợ quan lớn và bà út đi viếng ông Nguyễn báo rồi thục nghi cố tình duyên trì việc sửa soạn tiếp khách nàng sai bà sáu pha trà ngọc quế hương và bày bánh mứt nàng mặc chiếc áo dài trắng bằng lụa thêu bông cúc tím tâm hồn sung sướng rạc rào nhưng nhìn vào gương thục nghi tự hỏi trời ta có thể như vậy được sao sự sung sướng tội lỗi có thể làm cho ta đẹp rạng rỡ như vậy hay sao Nàng bước ra phòng khách Duy cười Hôm nay chị không đi đâu à Thục nghi nghiêm trang Tôi hơi mệt Nên anh Đức cho tôi được miễn việc xã giao thụ tạc Ánh mắt Duy lúc nào cũng nồng nàng Nhưng hình như nhiễm một nỗi buồn mang mát Chàng mặc bộ đồ lớn bằng nỉ xám Mai cắt thật khéo Nên che được vẻ gầy gò mảnh khảnh Hai người nhìn nhau Đôi má Thục Nghi nóng rang Nàng cảm xúc hồi hộp ngượng nghịu Chị Đức Lời gọi của Duy như lạc hẳn Thục Nghi thở khắc ra nói Chú cần thắp hương mừng tuổi ông bà không? Duy gật đầu Qua thủ tục mừng tuổi người quá cố ở các bàn thờ Thục Nghi rót trà lột cam mời Duy Nàng không còn kiểm soát được hành động của mình Giọng nàng cũng lạc hẳn đi Lâu quá chú không lại đây chơi Duy không trả lời Chàng cứ nhìn Thục Nghi Đôi mắt như dại hẳn Thục Nghi rùng mình đau đớn trong một thứ hạnh phúc quá sắc ngọt đến trở thành đắng đót nàng muốn tan lỏng bốc hơi chị đức thục nghi trào nước mắt bàn tay duy thò ra nắm lấy tay nàng hơi ấm trong lòng bàn tay mềm ấm của chàng toát ra như thấm vào tay nàng thấm tận não cân nàng nàng bỗng rụt tay về thổn thức đừng chú duy đôi mắt nàng thống khổ dữ tợn duy cũng ứa nước mắt Xin lỗi chị Thục Nghi nói nhỏ Chú về ngay đi Tôi lại chú Chị Đức Chị Thục Nghi khóc ấm ức Chú đi hiên rồi Chú về ngay đi Nàng bước vào buồn giữa sự ngơ ngác của Duy Nàng khóc ngất Lòng tan nát tuyệt vọng Rồi nàng thiếp đi Khi tỉnh dậy Nàng chợt thấy Đức và cô Tư Kiên Cô Sáu Niệm ngồi ở bên giường Đôi mắt họ lộ vẻ lo lắng Thục Nghi quảng hốt ngồi dậy Cô Tư Kiên ân cần Chị không được khỏe Ngồi dậy làm gì Đức cầm tay vợ Nghe bà Bảy nói em đang tiếp chuyện với Duy Bỗng dưng say sẩm rồi bỏ khách chạy ngã thịt lên giường Cô Sáu Niệm trách Bà Bảy tệ thiệt à Vậy mà để cho chị nằm treo queo Chờ cho tụi này về mới học lại Bà Bảy ở ngoài cửa buồn Bước vào phân trần Cậu Duy biểu tôi nên săn sóc mở hai Vì mở đang say sẩm Tôi nghi là mở cấn thai nên không để ý Tới chừng tôi bước vào đây thì mở đang ngủ rồi Đức cười Tôi cũng giái trời được như lời bà nói Rồi chàng quay qua vợ Để anh đưa em đi bác sĩ nghe Thục nghi gượng cười Không Em vừa có kinh Không thể cấn thai được Cô sáu niệm tươi cười Có con càng chậm càng tốt Anh chỉ lấy nhau chưa đầy một năm mà Thục nghi rùng mình Chưa đầy một năm Thế mà tấm ái tình thơ mộng giữa vợ chồng nàng không còn nữa Lại có một biến cố đang xảy ra trong lòng nàng Càng lúc càng trầm trọng Thục nghi nghĩ thầm Chắc ta phải tự giận mà thôi Khi anh em Đức rút lui ra khỏi buồn Thì bà út bước vào Bà thân ái cầm lấy tay nàng Em cố dẹp những lo nghĩ hoàng siêng ngang Tôi gọt xá lị cho em ăn ngang Lại một lần nữa Thục nghi chột dạ Nàng sợ câu nói của bà út có hậu ý gì Bà Út đặt bàn tay êm mát lên trán nàng. Em cứ để việc nhà đó cho con niệm với con ngoạn. Đừng tính toán lo lắng gì cả. Cứ nằm tịnh dưỡng đi. Thục Nghi lại trào nước mắt xấu hổ. Mọi người trong nhà đều tưởng nàng lo nghĩ việc tề gia nội trợ nên ngã bệnh. Có ai biết mối tình bất chánh làm đổ vỡ toàn diện sức mạnh tinh thần của nàng đâu. Bà Út mỉm cười cầm khăn lau nước mắt cho Thục Nghi. Thục Nghi cầm tay bà cố nhoẻn một nụ cười. Thưa gì Con hơi nhức đầu một chút Chỉ cần nằm yên và ngủ suông một giấc là khỏi ngay Cô Hai Diệm và cô Ba Ngoãn bước vào Cô Hai Diệm bưng một cái cốc nhỏ cắm đầy bông tường di hường Còn cô Ba Ngoạn bê tô xăm Sắc giới nhục quế Thục nghi bẻn lẻn Tôi chỉ nhức đầu sơ xịa mà kinh động tới cả nhà Thiệt tôi ái ngại lắm Cô Hai Diệm cười Chỉ có vẻ bớt mệt rồi Cô Ba Ngoạn nói Chị Quế Hương gửi tặng chị cái áo theo cực kỳ tinh xảo Bà út nói Tụi thương gia khách trú Có tặng nhiều cây lụa cây gấm quý lắm Để lối mùng sáu tôi sẽ đem ra Mai quần áo cho nàng dâu trưởng và quý cô tiểu thơ đây Chương 3 Qua mùng sáu Bà út mang gấm lụa ra Rồi rước thợ mai lại đo cắt Thục nghi cô Tư Kiên và cô Quế Hương được mỗi người một cái áo dài gấm xanh da trời bông vàng một cái quần cẩm tự đen hai cái áo túi bằng xá xị màu khói nhang chị em cô hai diệm và cô sáu niệm vì nước da ngâm ngâm đen nên mỗi người được một cái áo dài lụa bơm bay màu hột gà hai cái áo túi màu hoa cà một bộ đồ mát bằng lụa soạn bắc thảo riêng thục nghi bà út còn tặng một sốc gấm màu hồng điều đó là cái quyền ưu tiên của người dâu trưởng gia đình nhưng thục nghi như người mất hồn Nàng không còn tha thiết gì nữa cả Nàng vẫn làm việc Nhưng với thái độ trầm ngâm Chứ không phải với nụ cười tươi tắn hoạt động như xưa Nàng muốn chui vào công việc để trốn ám ảnh Chứ không phải vì yêu thích công việc Qua mùng 7 Vợ chồng Đức và vợ chồng cô Hai Diệm Cùng đưa nhau về Tân An Quần áo của cô Hai Diệm cũng chưa may Nhưng bà út sẽ gửi sau bằng bưu kiện Về lại quê nhà Thục Nghi mới có thể tạm bỏ rơi được ẩn tình Ý nghĩ đó làm nàng phấn khởi trước đó bà út lên gác bàn tính với bà đốc phủ sứ hai chị em đích thân soạn quà cho hai bà xui mỗi bà được một cây gấm hai chai rượu sâm banh hai hộp bánh bích quy hai cân nho tươi bà út thay mặt chị viết thư thăm hỏi hai bà xui riêng ông đốc phủ sứ cho đòi thục nghi và cô hai diệm lên nhờ hai cô chuyển lời thăm hỏi xui gia ông dặn thục nghi tuy là nhà neo người nhưng con phải ở bên chị xui qua rầm cho phải đạo cô bà ngoạn suốt khoảng thời gian cô chị về thăm vui mừng hỉ hả giờ cô hai diệm về long an nên cô cứ rút vào buồn khóc hoài cô hai diệm nói chừng đám cưới chị sáu chị sẽ về xe chở hai cặp vợ chồng qua khỏi bắc mỹ thuận vào lúc bảy giờ sáng cô hai diệm nói chuyện với đức luôn miệng thục nghi buộc lòng bàn góp nhưng nàng chợt thấy mình theo dõi câu chuyện của họ chậm chạp khó khăn quá cô hai diệm nhìn về phía chân trời ửng sáng nói với chồng lâu quá em mới nhìn mặt trời mọc cánh đồng buổi sáng màu xám chân giường ở phía xa hay còn là những vệt đen trên nền mây hung hung đỏ thục nghi nói với chồng cho xe chạy chậm đi anh em muốn nhìn cánh đồng trống trải đó nàng lại nói em buồn ngủ quá ngủ giữa cảnh bát ngát này đức âu yếm em ngủ đi tới tân an là mặt trời lên cao ba xào phương nói với vợ anh đói bụng quá cô hà diệm mở chiếc giỏ mây lấy ba ổ bánh mì ra nói với đức chúng ta nên ăn điểm tâm rồi hãy tiếp tục hành trình đức nói để tôi lựa điểm canh nào khá sạch sẽ tới một điểm canh ở gian lộ đức gật cù cái điểm canh này cất dưới gốc cây me trong thơ mộng đó chứ thục nghi lấy tấm vải bố trải trên nền đất nện thật chặt và bóng láng rồi bày bánh trứng chiên ba tê châm bông cô hai diệm cầm cái bình cà phê rót ra bốn cái ly bạc rồi cắt bánh phương nói với đức chúng ta dường như đi bích ních vậy cô hai diệm nói tôi có cảm tưởng là chúng ta từng cặp đi hưởng tuần trăng mật vậy đức hỏi vợ em nghĩ sao thục nghi hơi bẽn lẽn rồi ngập ngừng ờ à, thì coi đây vừa là cuộc đi bích ních vừa là tuần trăng mật không được hay sao ánh sáng ở chân trời màu hồng rực rỡ một cụm mây vàng lấp lánh vắt qua rồi tan dần vào nền màu cam chói lọi, thục nghi tìm được đôi chút phấn khởi, nàng tạm bỏ rơi bóng tối trong tâm hồn. Hết tập 4, còn tiếp